Vừa qua, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành danh mục 28 dự án kêu gọi đầu tư phát triển tăng trưởng xanh theo các hình thức kết hợp công tư với tổng số vốn gần 160.000 tỷ đồng đối với các lĩnh vực công nghệ cao, hạ tầng đô thị, giao thông, môi trường. Trong số đó, dự án đầu tư quản lý rủi ro lũ lụt tổng hợp Thành phố Thủ Đức giai đoạn 1, khu vực Đông Bắc có tổng số vốn lên đến 10.000 tỷ đồng. Dự án đầu tư quản lý rủi ro lũ lụt tổng hợp thành phố Thủ Đức giai đoạn 1, mục tiêu cải thiện khả năng chống chịu lũ lụt của khu vực lõi đô thị ngoại ô Gò Dừa, thành phố Thủ Đức. Cụ thể, thành phố sẽ xây dựng công trình thoát nước, thủy lợi và phòng chống thiên tai cho các phường Bình Chiểu, Tam Bình, Tam Phú, Linh Đông, Hiệp Bình Phước, Hiệp Bình Chánh, xây dựng hồ chứa nước và nạo vét khu vực Gò Dừa cho Tam Bình, Tam Phú và Linh Đông. Bên cạnh đó là xây dựng nhà máy xử lý nước thải Bắc Sài Gòn 1 với công suất 130.000 mét khối trên một ngày đêm và hệ thống cống bao kết nối với hệ thống thu gom để gom toàn bộ nước thải của khu vực về xử lý, đồng thời thu gom và xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh ở khu vực kênh Bà Bò. Các dự án này sẽ góp phần giảm phát sinh ô nhiễm môi trường và cải thiện môi trường xung quanh khu vực. Thứ nhất là giảm cái nguy cơ ngập lụt một cách toàn diện, thì ở đây là giải quyết các cái rủi ro ngập lụt phức tạp và đa dạng của cái địa hình của thành phố Thủ Đức, cũng như từ các cái khía cạnh về phát triển đô thị và biến đổi khí hậu. Và cái nguồn vốn tổng cho dự án này là khoảng 430 triệu USD. Thời gian thực hiện dự án thì dự kiến khoảng là 2025 và 2030. Và cái cơ cấu nguồn vốn của dự án này dự kiến là vay Ngân hàng Thế giới là khoảng là 350 triệu đô, và cái hợp phần 3 là cái hợp phần hỗ trợ triển khai dự án là 80 triệu đô là từ ngân sách thành phố, trong đó là có cái phần giải phóng mặt bằng. Thành phố Hồ Chí Minh xác định muốn phát triển không chỉ cần nguồn lực nhà nước mà phải có nguồn lực ngoài nhà nước, sự tham gia của các doanh nghiệp và người dân trong và ngoài nước. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục vận dụng các cơ chế, chính sách đặc thù của Nghị quyết 98 để huy động mọi nguồn lực phát triển thành phố. Ở lĩnh vực môi trường, các dự án chủ yếu tập trung vào xử lý nước thải với tổng vốn khoảng 30.000 tỷ đồng, bao gồm nhà máy Tây Thành Phố, Tân Hóa Lò Gốm, Tham Lương Bến Cát giai đoạn 2 và Bắc Sài Gòn 2, thực hiện dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Nam kênh đôi trên địa bàn quận 8.